Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Mời quý vị cùng điểm qua. Chiến sĩ biên phòng Long An nỗ lực vượt khó để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Sau ảnh hưởng của cơn bão số 6, các hãng hàng không đã tăng cường khai thác nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tin thế giới, Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Sudan. Thưa quý vị, tại quyền Thủ thừa Công an tỉnh Long An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở năm 2024, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến tham dự. Trong 3 ngày học tập, các học viên được triển khai các chuyên đề về quan điểm chỉ đạo yêu cầu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và khái quát về pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công tác nắm tình hình về an ninh trật tự cơ sở, theo đại tá lâm minh hồng giám đốc công an tỉnh lớp tập quấn nhằm nâng cao nhận thức về chính trị pháp luật nghiệp vụ và trang bị các kỹ năng xử lý tình huống thực tế trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời đề nghị thời gian tới quyền thủ thừa cần quan tâm tuyển chọn kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 và các chức danh tương đương khóa 16 năm 2024. Trong thời gian 3 ngày, các cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và cấp quyện được nghiên cứu 6 chuyên đề cơ bản về những nội dung mới trong đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đề nghị, mỗi học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, quan điểm chủ trương đường lối của đảng về quốc phòng an ninh, qua đó vận dụng tốt các kiến thức đã học, góp phần xây dựng nền quốc phòng quân sự ở cơ quan đơn vị địa phương. Thưa quý vị, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bám sát phương châm này, những năm qua, các cán bộ chiến sĩ biên phòng Long An đã nỗ lực vượt khó để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện về một trong những người lính ở trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ở huyện Đức Huệ. Với vai trò là trạm trưởng, đại úy Đoàn Nguyên Khang trực tiếp chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, từ việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh đến việc tuần tra kiểm soát biên giới, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới luôn được đảm bảo. Mức độ nguy hiểm về các đối tượng sẽ trà trộn vào hành khách, sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh để chúng qua nước ngoài rất là cao. Ở trên tình hình đó, thì uh, trên cương vị là trạm trưởng đã chỉ đạo đơn vị trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ quý Tây uh, làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát tại khu vực cửa khẩu tiến đầu của tổ quốc uh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với tinh thần trách nhiệm cao và sự nhiệt quyết của tuổi trẻ đại úy Khang không chỉ là một người chỉ huy giỏi mà còn là một người bạn một người anh lớn của các cán bộ chiến sĩ tất cả các đồng chí ở trong cán bộ đồng trạm thì nhận thấy đồng chí Khang là một cán bộ trẻ, một người là một người chỉ huy có năng lực. Đồng chí đã nghiêm túc quán triệt những cái chỉ thị, nghị quyết của văn bản cấp trên cho toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc quyền của mình nắm được. Trên cương vị là trạm trưởng là một bí thư trẻ thì tôi cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tư tưởng của cán bộ trong trạm làm sao để phù hợp với lại tính chất địa bàn từng nhân viên trong trạm để nhằm mục đích là hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể của chi bộ. Ngoài ra, Đại úy Đoàn Nguyên Khang còn tích cực tham mưu cho cấp quỹ, ban chỉ quy đồn trong xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần bảo vệ bình yên cho quê hương, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì đồng chí đã được nữa là khen thưởng chiến sĩ thi đua từ năm 21 đến năm 23 và trong tổng kết phong trào thi đua tháng giai đoạn 2019 2024 thì đồng chí là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen. Đồng chí là, là, là một trong những cái gương điển hình tiên tiến của đơn vị của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Phát huy tinh thần người lính quân hàm xanh, đại úy Đoàn Nguyên Khang đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh liên tục được khen thưởng vì những thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những thành tích của anh không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mà còn góp phần tô đẹp hình ảnh người lính biên phòng tỉnh nhà. Bí thư huyện ủy Tân Hưng Trương Hải Đăng cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chuyên môn có buổi làm việc với Đảng ủy xã Hương Điền về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết huyện ủy và nghị quyết Đảng ủy xã đến tháng 10 năm 2024. Tổng diện tích gieo xạ cả năm của xã hơn 5.000 hecta đạt trên 102% nghị quyết. Nông dân có lợi nhuận từ 15 đến 25 triệu đồng một hecta. Bố hình tự nhân trọng thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ cao năm 2024 là 1.800 hecta. Đến nay, xã đạt 12 trên 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, tổng thu ngân sách nhà nước trên 870 triệu đồng, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch đã đề ra. Bí thư huyện ủy Tân Hưng Trương Hải Đăng đề nghị thời gian tới Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng viên Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới. Quyền quỹ Cần Đức tổ chức lễ công bố quyết định công tác cán bộ của Ban thường vụ Quyền quỹ, Bí thư Quyền quỹ Nguyễn Tuấn Thành dự và trao quyết định. Tại buổi lễ, bí thư quyền quỹ Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đối với bà Nguyễn Thị Trinh, bí thư đảng quỹ xã Mỹ Lệ, đồng thời trao quyết định giao ông Nguyễn Minh Đức, phó bí thư đảng quỹ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mỹ Lệ, phụ trách đảng bộ xã Mỹ Lệ, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 cho đến khi đảng bộ kiện toàn được chức danh bí thư đảng quỹ. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quyền trước quả vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dân vận giúp dân năm 2024. Năm 2024, huyện Đức Hòa nỗ lực thực hiện hoạt động dân dận giúp dân và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng để xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Toàn huyện có 16 trên 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách được tập trung thực hiện. Tính đến nay, hộ nghèo còn 242 hộ chiếm 0,24%, hộ cận nghèo 769 hộ chiếm 0,76%, xây dựng và sửa chữa 24 căn nhà tình nghĩa với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban nhân dân quyền Đức Hòa trao giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện hoạt động dân vận giúp dân năm 2024. Xin được chuyển sang các thông tin khác, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo quyết định ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố. Cụ thể, khung giá thuê nhà ở xã hội được đề xuất đối với tòa nhà ở xã hội có chiều cao từ 10 tầng trở lên, với giá thuê 48.000 đồng đến 96.000 đồng trên 1 mét vuông một tháng. Tòa nhà ở xã hội có chiều cao từ 10 tầng đến 20 tầng có giá thuê 49.000 đồng đến 98.000 đồng trên 1 mét vuông một tháng. Tòa nhà ở xã hội cao từ 20 đến 30 tầng có mức giá thuê là 73.000 đồng đến 146.000 đồng trên 1 mét vuông một tháng. Tòa nhà ở xã hội có chiều cao trên 30 tầng trở lên có mức giá thuê từ 99.000 đồng đến 198.000 đồng trên 1 mét vuông một tháng. Mức giá này chưa bao gồm thuế và các chi phí khác. Ngay sau khi các cảng hàng không đồng hới của tỉnh Quảng Bình, Phú Bài, Thừa Thiên Quế, Đà Nẵng và Chu Lai của tỉnh Quảng Nam khai thác máy bay trở lại do ảnh hưởng của cơn bão số 6, các hãng hàng không đã tăng cường khai thác nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, Vietnam Airlines tăng cường thêm ít nhất 6 chuyến bay khác giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong ngày 28 tháng 10 để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi bão. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 10, Vietnam Airlines đã tăng thêm 4 chuyến bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong thời gian do ảnh hưởng của cơn bão Trà My, Vietnam Airlines đã phải quỷ gần 90 chuyến bay nội địa và quốc tế. Thành phố Đà Nẵng vừa phát động tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình nghệ thuật tại bãi biển Đà Nẵng năm 2024 nhằm tiếp tục làm mới và tạo điểm nhấn cảnh quan cho các bãi biển du lịch nổi tiếng của thành phố. Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cuộc thi thiết kế mô hình nghệ thuật tại bãi biển Đà Nẵng năm 2024 được định hướng thành cuộc thi thường niên không chỉ giúp các bãi biển của thành phố luôn mới mẻ, hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước mà còn tăng tính tương tác, đóng góp của người dân vào việc xây dựng thương hiệu bãi biển Đà Nẵng sôi động và đặc sắc. Các ý tưởng cần thể hiện được tính sáng tạo và nghệ thuật cao trong thiết kế và có thể được thực hiện bằng các hình thức như vẽ tay, vẽ màu, vẽ điện tử, mô hình 3D kỹ thuật số, Photoshop. Thời gian nhận bài dự thi trực tuyến đến hết ngày 10 tháng 12. Ban tổ chức sẽ chọn ra các ý tưởng xuất sắc để trao giải và dự kiến vào ngày 24 tháng 12 tới. Gần 4 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Sudan đang có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc đã đưa ra những số liệu trên cùng với lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng trên khắp quốc gia Bắc Phi này. Trong một tuyên bố chung, cao quỹ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF nêu rõ, 3,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Sudan dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng chỉ riêng trong năm nay và đang rất cần được điều trị để có thể sống sót Tuyên bố cũng cho biết hiện việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước sạch, chăm sóc y tế và nơi trú ẩn đang bị hạn chế nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế cần tăng cường hành động ngay lập tức để có thể đáp ứng nhu cầu diện trợ đang vượt quá khả năng của các tổ chức nhân đạo quốc tế. Indonesia đang tìm cách tăng cường thu hút đầu tư để tạo lợi thế trong cuộc đua trở thành trung tâm sản xuất xe điện và pin xe điện trong khu vực. Mới đây, chính phủ nước này đã công bố một số chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường xe điện trong nước. Chính sách ưu đãi của chính phủ Indonesia bao gồm các biện pháp miễn thuế nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng trong bối cảnh cạnh tranh với xe điện nhập khẩu. Tháng 7 vừa qua, Indonesia đã khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là nhà máy hoạt động theo mô hình liên doanh giữa nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor, và nhà sản xuất pin LG Energy Solution của Hàn Quốc với tổng giá trị đầu tư 1,1 tỷ đô la Mỹ và đặt tại tỉnh Tây Java. Theo giấy chức Hyundai Motor Indonesia, nhà máy mới sẽ góp phần giúp Indonesia trở thành nhân tố chủ chốt trong chuỗi cung ứng xe điện ở Đông Nam Á. Thái Lan đang cân nhắc việc áp dụng phí kẹt xe tại thủ đô Bangkok Phí kẹt xe sẽ được tính khi xe di chuyển vào những tuyến đường đông đúc có tuyến tàu điện chạy song song và mức phí có thể rơi vào khoảng 40 đến 50 bạc, tức khoảng 1,2 đến 1,5 đô la Mỹ mỗi xe. Khoản phí kẹt xe do người dân đóng sẽ được chuyển vào quỹ 200 tỷ bạc để đầu tư vào việc nhận nhượng quyền các tuyến tàu điện đang nằm dưới quyền quản lý của các công ty tư nhân. Khi nhà nước quản lý các tuyến tàu điện, chính phủ có thể cung cấp giá vé tàu điện phải chăng hơn cho người dân thúc đẩy người dân lựa chọn đi bằng tàu điện. Giới chức Thái Lan sẽ nghiên cứu để xác định cách thức áp dụng thu phí cạc xe mang lại lợi ích tối ưu nhất cho người dân. Những ngày qua, dương thú Lankadan của Bỉ trở nên đầy mê hoặc với lễ hội ánh sáng mùa đông. Điểm độc đáo chính là chủ đề những con rồng phương Bắc. Chương trình mang đến không gian kỳ ảo đầy màu sắc khiến du khách như lạc vào những câu chuyện cổ tích. Bước vào không gian của vườn thú, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm hình rồng, yêu tinh và quái vật khổng lồ được thắp sáng với nhiều màu sắc rực rỡ. Tiếp nối các chương trình trước các chủ đề về khủng long, côn trùng và hoa, năm nay vườn thú đã hợp tác với các nghệ sĩ băng đăng của Trung Quốc để tạo ra những nhân vật quyền thoại đến từ vùng cao nguyên phía Bắc. Được biết, phải mất tới 8 tháng để ban quản lý dần thú xây dựng hơn 60 tác phẩm làm từ thép, với khoảng 15.000 mét dung lụa và 23.000 bóng đèn LED. Chương trình Ánh sáng mùa đông sẽ mở cửa đón khách tới ngày 5 tháng 1 năm 2025. Còn tại Hàn Quốc, du khách trong và ngoài nước đang hướng về Washington để tham gia lễ hội hoa mùa thu đặc sắc tại đây sắc hoa đua nở trong không khí trời thu mát mẻ khiến Washington trở thành một điểm đến hấp dẫn trong dịp này. Đây là năm thứ hai lễ hội hoa mùa thu Washington được tổ chức và thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tại lễ hội, du khách không chỉ được ngắm nhìn các sắc hoa đua nở trong không gian rộng 2,3 triệu mét vuông giữa tiết trời thu mơ mộng, mà còn tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời thú vị. Tổng cộng có 10 loài hoa khác nhau nở và mùa thu được trưng bày tại Washington với các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Lễ hội hoa mùa thu sẽ diễn ra cho đến ngày 3 tháng 11. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.